những giai điệu phấn chấn tự hào, những khúc hát rộn ràng ngợi ca người công dân ngày đêm miệt mài lao động, những nhạc phẩm bất hủ về tình yêu quê hương đất nước. Nghệ sĩ nhà tri âm lần thứ 171 với chủ đề Vinh quang người lao động, một phiên bản đặc biệt dành cho lực lượng công dân. Chương trình có sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh và các nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Mộng Linh, Phương Cẩm Ngọc, hợp cùng các ca sĩ Cẩm Ly, Thùy Trang, Nam Cường, Minh Luân, Ngọc Phụng, Hà Thúy Anh, Tống Hậu Nhiên, Thiên Hương, Yến Ngọc, Hồ Khắc Tùng và vũ đoàn Bạch Dương, với phần dẫn dắt của MC Vũ Mạnh Cường và Ngọc Hân, hoành tráng, sôi động, ấn tượng. Nghệ sĩ nhà tri âm lần thứ 171 diễn ra lúc 20 giờ ngày 29 tháng 7 2023 tại khu du lịch Happyland, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình LA34, phát thanh trực tiếp trên sóng FM 96.9 MHz, livestream trên trang YouTube và fanpage Long An TV, đài phát thanh và truyền hình Long An. Kính mời quý khán giả đón theo dõi.